Mẹ nó, thằng mất con này mà không chui ra nữa thì tao sắp đói gầy rồi. Lần đầu tiên Adam làm mẹ, trước đây cũng chưa có kinh nghiệm ấp trứng gì, chỉ biết phải dùng nhiệt độ cơ thể ấp ủ trứng chim thật tốt. Vì thế ngoài lúc đi sang ra, Adam hầu như không rời khỏi trứng chim nửa bước, chính là để cung cấp nhiệt độ liên tục. Nhưng cụ thể khi nào thì ấp được? Để tôi giúp cậu xem một chút. Cô đã từng ấp trứng à? Vậy cô lên đây để tôi xem con người ấp như thế nào. Xuyên qua ánh sáng có thể thấy rõ mạch máu đã dần phát triển. Không cần vội vàng, chắc khoảng 6-7 ngày nữa sẽ ấp được rồi. Mấy ngày nay nhiệt độ cũng khá cao, trong nhà lại luôn có người, cậu cũng không cần quá lo lắng, có thể ra ngoài săn mồi. Nếu cậu thực sự lo lắng, hay là mấy ngày nay tôi cho ăn trước đi. Được. Con đại bàng vô liêm sỉ kia đồng ý ngay tức khắc. Tốc độ trả lời dường như sợ Giao Giao đổi ý. Mẹ, con thật sự không lừa mẹ, con sẽ chữa khỏi cho nhị ca. Có lẽ không thể hoàn toàn khôi phục như ban đầu, nhưng cầm bút bình thường như người thường và hoạt động tự do thì không vấn đề gì. Điểm này mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Vậy thì tốt, Giao Giao bày tất cả đồ cần thiết lên bàn, để Kỳ Diên Xuyên ngồi bên cạnh. Kỳ Diên Xuyên cởi áo, ngồi thẳng lưng trên ghế băng. Giao Giao trước tiên dùng cồn sắt trùng vai anh, xử lý phạm vi phẫu thuật, bản thân cũng mặc quần áo sạch đã khử trùng. Sau khi tiêm thuốc tê, liền dùng dao phẫu thuật sắc bén rạch vết sẹo trên cánh tay Kỳ Diên Xuyên, máu tươi đặc sệt chảy dọc theo da thịt. Da bị cắt mở, lộ ra mô cơ thịt bên trong và cả xương trắng. Cô tự tay cũng đã làm cho không ít con vật, nhưng đó dù sao cũng chỉ là con vật, không phải người thân của cô. Phẫu thuật khâu vân tay không quá phức tạp. Hoa Miên một mình bận rộn nửa canh giờ, đã nối xong tất cả chân tay, khâu vết thương nhanh nhẹn, dùng gạc băng bó chỗ đó lại, lại dùng ván gỗ và gạc cố định cánh tay anh ấy, tránh chạm vào vết thương. Giao Giao lau mồ hôi trên trán, tập trung chú ý cao độ cũng khiến cô hơi hoa mắt. Hay là em nghỉ ngơi trước đi. Ở đây giao cho anh, em vẫn ổn. Dọn dẹp xong rồi, đi nghỉ đi. Được thôi, mất máu quá nhiều. Kỳ Diên Xuyên sắc mặt tái nhợt cũng được đưa về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, nhị ca, Giao Giao lại thấy Kỳ Diên Xuyên xách rìu chẻ củi. Sao vậy? Còn sao nữa, anh mới phẫu thuật hôm qua, phải chăm sóc cẩn thận chứ. Sao anh nhanh vậy đã đến chẻ củi rồi? Nếu bung ra thì sao đây? Anh quá không coi trọng thân thể của mình rồi. Chỉ là chẻ củi thôi mà, cũng không có gì to tát. Anh không dùng cánh tay bị thương này để chẻ củi, chắc sẽ không ảnh hưởng đâu. Hóa ra là chuyện này, vậy cũng không được. Con người là một thể thống nhất, động một sợi lông là cả người phản ứng. Anh dùng sức một tay, cả người cũng dùng sức theo. Nếu con bị đứt, thì dù nhị ca có muốn tôi phẫu thuật lại, thì tôi cũng không có cây xích mật hoa thứ hai để dùng cho anh đâu. Xích mật hoa trồng trong không gian sinh trưởng không tệ, nhưng cũng chỉ mọc lên một ngón tay ngắn và mảnh. Muốn đợi nó nở hoa, thì không biết là khi nào. Liệu có nghiêm trọng vậy không? Vậy phải làm sao? Cánh tay anh còn cứu được không? Giao Giao tháo băng cho anh kiểm tra lại, xác định khâu của mình hôm qua làm không tệ, cộng thêm kịp thời ngăn anh lại, tạm thời không bị bung ra. Em thấy thuốc lại cho anh. Em dâu, em xem cánh tay tôi rớt của khi nào thì khỏi đây. Băng này không tháo ra, tôi luôn cảm thấy hơi bất tiện khi hoạt động. Hơn nữa sắp đến mùa thu rồi, phải xem tình hình hồi phục của anh. Nếu hồi phục tốt, 1 tháng là có thể tháo ra. Cứ 7 ngày thì thay thuốc một lần, quan sát tình hình vết thương của anh. Vậy thì phiền em dâu rồi. Chỉ 1 tháng thôi vậy cũng được. Nhưng nếu anh dám thực hiện làm việc nặng nữa, thì em không dám đảm bảo vết thương của anh khi nào mới lành được, hoặc là lại đứt tách ra. Đến lúc đó thì phiền phức. Giao Giao yên tâm, nếu lão nhị dám không nghe lời nữa, mẹ đánh nó. Kỳ Diên Xuyên cúi đầu, căn bản không dám nói gì. Được rồi, bây giờ lượng sức mà làm. Em biết chưa à? Giao Giao muốn qua loa cho xong, chỉ biết vài cái lông mao thôi. Nếu em muốn học, anh có thể dạy em. Không cần, em học chữ cũng chẳng để làm gì. Ăn tối xong Kỳ Hoài Tu đã thắp đèn, vẫn đang chép sách. Em bắt mạch cho anh trước, xem độc tố trong cơ thể anh giảm bao nhiêu rồi. Giao Giao cao mày suy nghĩ. Khi nước Minh Tuyển nuôi dưỡng minh lý, gần như có thể giải độc toàn diện. Nhưng đến trong cơ thể Kỳ Hoài Tu, do tình trạng cơ thể phức tạp, hiệu quả bị giảm sút rất nhiều. Mấy ngày trước mới uống nước Minh Tuyển, độc tố trong người Kỳ Hoài Tu gần như giảm 1/2. Nhưng đến bây giờ, 1/2 độc tố còn lại trong người anh, giống như lại một lần nữa tìm được cân bằng, không có dấu hiệu tiếp tục cải thiện, có chỗ không ổn. Hiệu quả không như em dự đoán, sợ là vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Có gì đâu. Em sợ anh nghĩ em nói khác. Cô đúng là nghĩ có nước Linh Tiền trong tay, độc tố của Kỳ Hoài Tu chắc chắn sẽ nhanh chóng giải được. Nhưng đây còn phải làm lần thứ hai. Không sao, em có thể giải được độc này. Đã là đại phu giỏi nhất thiên hạ rồi. Đừng nói 10 dặm xung quanh, ngay cả Thành Châu cũng không có mấy đại phu có thể sánh ngang với em. Đúng, anh nói đúng. Khen thêm chút nữa đi, em thích nghe. Khi nào thì giải độc lần 2? Được khen một tràng, thân tâm sảng khoái. Giao Giao đã lấy lại tự tin, thản nhiên tự tại. Còn cần thêm chút thời gian nữa. Lấy độc trị độc cũng phải để anh dưỡng thân thể cho tốt trước đã, nếu không anh chịu không nổi đâu. Được, đối với anh, độc tố trong người dù chỉ giải được 1/2, để anh có thể sử dụng nội lực đã là chuyện may mắn lắm rồi. Y thuật của em vượt xa mọi người, không biết học từ ai vậy? Chính là trước khi các anh đến, Hoàng lão đại gia ở làng, nhưng ông ấy đã qua đời rồi. Giao Giao lấy lý do từng nói dối Mai Thục Vân ra, nói mà mặt không đỏ tai không nóng. Vậy đoạn văn biết chưa cũng do ông ấy dạy à? Kỳ Hoài Tu khóe miệng nhếch lên, rõ ràng có chút không vui. Anh ấy đến làng đã 5 năm, nhưng chưa từng nghe dân làng nhắc đến có một ông lão lợi hại như vậy biết chữa biết thuốc. Tất nhiên, đều do lão Đường ra dạy em. Trời chưa sáng, A Tam đã vỗ cánh bay ra ngoài. Chỉ với lượng ăn của nó, Dương Khô giao ra cho nhiều lắm cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Hơn nữa Dương Khô này, sao bằng thịt mai Thục Vân nấu cho nó ngon được, nên nó sáng sớm đã đi săn rồi. Giao dậy, thấy A Tam không có đó. Đợi con của A Tam nở ra, tôi nhất định phải dẫn nó đến trước mặt Vương Tiểu Bảo khoe khoang. Nhưng A Tam chỉ có một quả trứng. Vậy có thể nở ra hai con được không? Tất nhiên là không. Giao nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười không hảo ý. Vừa định nói tin xấu này cho nó, khi chỉ thấy A Tam cười vang một tiếng, trên trời rơi xuống một cục đen. Lão Nương về rồi, mau đỡ lấy. Cục đen đó rơi xuống đất, không phải con mồi đẫm máu cô tưởng tượng, mà là một cái bọc xinh đẹp. Đây là cái gì? Tôi cũng không biết là cái gì. Đây là lúc tôi đi săn, thấy có một nhóm người đang đánh nhau ở đó, còn có một cỗ xe ngựa đẹp nữa. Tiếc là quá to, tôi mang không về được. Mấy người đó cầm dao chém loạn xạ. Rồi cái này từ trong xe ngựa lăn ra, tôi thấy nó sáng lấp lánh đẹp, nên mang về cho cô đó. Nghe A Tam nói vậy, Giao vẫn chưa hiểu lắm. Cẩn thận mở bọc ra, phát hiện bên trong đều là quần áo mới, vải cũng rất tốt. Ngoài quần áo bằng vải đông xanh sạch sẽ, thậm chí còn có hai bộ lụa. Lụa chỉ có nhà giàu mới dùng nổi. Giao đột nhiên nhớ ra lần trước Kỳ Diên Xuyên đi mời đại phu tường, cũng gặp phải đạo tặc cướp đường. A Tam, cô gặp họ ở đâu vậy? Chính là ở phía trước ngọn núi đó. Tuy không biết cụ thể là ngọn núi nào, nhưng chỉ nghe nhiều phía trước như vậy, chắc hẳn vẫn cách chỗ chúng ta khá xa. Vậy thì tốt. Mai Thục Vân đang theo hòa trong nhà, nghe thấy động tĩnh bèn đi ra. Mấy thứ này từ đâu ra vậy? Toàn là vải tốt không à? Con cũng không biết A Tam mang từ đâu về. Con thấy con khá mới, tiếc không nỡ vứt. Giao nhà ta đúng là người cần kiếm chữ của. Lấy được Giao, nhà ta đúng là cưới được của quý. Con dâu cả cũng là người tốt. Có hai đứa ở phía trước, sau này hai đứa kia kiếm vợ sẽ khó chọn lắm. Mẹ vẫn coi con là trẻ con à? Sợ con ghen tị với Giao, em thấy là chị dâu quá tốt. Mẹ sợ khen lên thì 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Chỉ có em 1 mét. Con thật sự không nhìn lầm. Con đại bằng này đúng là thông minh, còn biết mang đồ tốt về nhà mình. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe, giáp và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.